Và lúc đó ấy, thì con sẽ dùng một quyển này rất là nhẹ nhàng Quyển sách này ấy, mình uh, phục vụ dành cho phụ huynh hoặc là giáo viên Hoặc là các trường mà có bé đang học uh, các âm theo dạng là Phonetic Alphabet, Phonics Thì uh, theo cái thiết kế của quyển sách này ấy, Bởi vì mỗi bé tiếp cận quyển này mỗi phụ huynh đang có con ở một cái mức độ nó khác nhau cho nên là cái bài tập số 1 mình đang tạm để là bài tập read and number tức là đọc và đánh số. Đây, cụ thể nó là như thế này đây. Đây là bài này. Bài này là bài đọc và đánh số. Đối với những bé mà đã làm quen với lại phonics trong một thời gian dài rồi và đã có thể bập bẹ đọc được rồi ấy thì mình có thể cho bạn làm bài này trước. Tuy nhiên, với những bé mà mới bắt đầu học phonics và chưa từng làm đọc bao giờ thì phụ huynh vui lòng là mình bắt đầu từ cái bài số 2 nha. Từ exercise number 2, mình đi hơi ngược lại xíu, mình đi từ 2 3 4 5 6 và sau đó mình quay lại số 1 nhé. Chỗ này thì nó sẽ hơi vất vả đối với phụ huynh của mình một xíu. Thì bây giờ á, cho mình ví dụ này. À, mỗi một cái level trong cái quyển pin book này mình có 5 level, mỗi một level nó sẽ có 5 cái vần at am at app at mình chia như thế để cho vừa dễ cho con mà vừa dễ cho phụ huynh mỗi một vần thì sẽ có 6 bài tập ta sẽ bắt đầu từ vần đầu tiên là vần at vần at ở đây có 6 từ nếu mà ba mẹ mình không biết những từ này tiếng anh nó là gì thì mình mở cho đến cuối của cái uh, level 1 mình sẽ thấy có đáp án nằm ở đây ha đối với âm um at này trong cái bài số 1 này là thứ tự nó là 6 5 4 2 3 1. Đây nó sẽ là đây. 6 5 4 2 3 1 thì mình sẽ ra được cái từ của nó nhé. 6 5 4 2 3 1 thì 6 là gì đây? Bad. That 4 là lad. Lad mang nghĩa là một anh chàng là a lad, a boy. 2 là mad, angry, nóng giận này ba là pad một cái tờ giấy viết này và một là sad ok và có một từ không một từ thừa ra ngoài để tăng độ khó để đảm bảo là em bé chúng ta trắc nghiệm được khả năng đọc hiểu ok nha rồi bây giờ phụ huynh đã biết được những từ này là những từ gì bây giờ nói lại nhé với những phụ huynh có con ấy, mà mình mới học phonics thôi chưa đọc được thì mình bắt đầu từ bài tập số 2 bài tập số 2 là write the first sound thì để con ký âm ra được cái âm đầu tiên ấy, thì con cần phải được nghe nguyên cái từ này con nghe nha và con viết lại bây giờ đây là bad đúng không thì uh, mẹ ngồi sát bên con này mẹ đọc bad bad con nghe con viết được không nếu viết chưa được thì mẹ nhấn mạnh chữ bad bad làm sao để cái âm bợ của mình ấy, nó lớn hơn và nó lấn át đi cái âm át này nếu mình cứ bad thì đứa bé nó lưu lại trên đồ là D Nó ghi D chưa? Cái khái niệm mà âm đầu tiên ấy, Cái khái niệm đó là khái niệm hơi khó hiểu một chút xíu nhé First là khái niệm rất là khó Cho nên ta giúp con hiểu khái niệm này bằng cách là ta Nhấn mạnh cái âm đầu khi ta phát âm Bad Bad Và Nếu vẫn chưa được thì mình sẽ làm động tác như sau B B Bad Mình yêu cầu đứa bé đọc lại B B Bad và nó đọc nhiều đến một cái lúc nào đấy nó như vậy à và bạn ấy viết xuống đây như thế này thì lúc đó mình làm sao mình để wow you wrote down mình cứ để đó cho con để từ từ thì mình xử lý sau để đấy không có gì phải vội cả trẻ em mà trời mấy ba tuổi mấy ghi được cái âm con đang rất là tự tin con đang rất là thoải mái con tin rằng đây là cái âm mà mình viết ra tự nhiên mình nói con sai rồi thì dũng khí đâu nữa mà làm tiếp rồi tiếp theo mình lại phát âm cho con nghe dad 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 vẫn chưa nghe được đúng không d d dad đ, đ, dad và yêu cầu đứa bé lặp lại nha rồi sau này đứa bé nó cần phải tự phát âm và tự viết xuống dad Lad, lad, nhấn mạnh chút xíu, lad. Oh, để bé ghi ra, ok chưa? Rồi nhé. Sau khi làm cho đến hết dưới đây này, thì ấy, bây giờ mình mới quay lại và mình thấy có cái chỗ này là con làm chưa đúng âm, thì mình làm như sau, ha, mình làm như sau. Mình nói với con là this is bad, you made. Had. Hãy để cho con tự nhận ra cái chỗ khác biệt. Và mình có chỉ. Và mình chỉ tức là con bị sai, tức là con bị sai, tức là con bị yếu kém. Mà không có đứa trẻ nào nó muốn người khác chỉ trích nó là nó yếu kém cả. Và thực ra đứa trẻ thấy đứa lớn nào cũng vậy. Cả. Phụ huynh, học sinh đi học không có ai mà thích bị thầy cô hoặc là thích bị cấp trên mình chỉ ra là mày làm sai chỗ này. Bạn sợ bạn tệ hãy không ai thích điều đấy cả. Tất cả chúng ta đều rất là không ưa sự chỉ trích Chúng ta cần phải tạo cơ hội để cho con làm đúng cái Chỗ này thì nó hơi khó Chỗ này nó thiên về là kỹ năng quản lý Và kỹ năng uh, uh, nói chuyện với, với trẻ Thì nhá, bạn làm như sau This is bad You have pad Bad Pad Do you want to change something? Mình hỏi con có muốn thay đổi chỗ nào hay không? Đó, thì con nói với mình là không. Không thôi. Không thì thôi để đó. Không thì thôi để đó. Thế mà cái lúc nào đấy ấy, ta quay lại. Thế. Thế thì cái lúc nào đấy là lúc nào? Ví dụ là một ngày sau, hai ngày sau. Bạn xóa cái này đi. Nhè, yeah. xóa đi hả? Đó, xóa đi. Bạn xóa này đi nha. Được không? Xóa đi nè mấy bữa sau bạn quay lại bạn cho con nghe cho con viết lại lần nữa cho đến khi nào mà con nghe và viết lại thôi